Thiên tài công nghệ từng kiếm 762 tỷ ở tuổi 17 giờ ra sao? Nick D'Aloisio sinh năm 1995 tại Úc, hiện đang sống tại Anh. Anh được mệnh danh là thiên tài công nghệ. Từ khi 12 tuổi, Nick bắt đầu tự học ngôn ngữ lập trình Objective-C. Sau 3 năm nghiên cứu, tháng 3 năm 2011, Nick dự án D'Aloisio ra mắt ứng dụng iOS Dreamit. Dreamit được Apple chú ý và nhanh chóng trở thành ứng dụng phổ biến trên App Store. Chỉ sau 1 tháng ra mắt, Dreamit thu hút 300.000 đô la Mỹ từ quỹ đầu tư Horizon Ventures của tỷ phú Lý Gia Thành. Năm 2011, Nick công bố ứng dụng nâng cấp từ Dreamit có tên Summly, có khả năng tóm tắt tin tức. Summly được Yahoo mua lại với giá 30.762 tỷ đồng vào năm 2013, khi Nick mới 17 tuổi. Nick D'Aloisio được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất thế giới, lọt top 30 under 30 phút của tạp chí Forbes, top 100 nam giới giỏi công nghệ do GQ bình chọn. Trở thành lập trình viên cao cấp của Yahoo, Nick D'Aloisio cùng đồng đội cho ra mắt ứng dụng Yahoo News Digest, được cải tiến từ Summly. Theo các chuyên gia, đây là ứng dụng táo bạo nhất của Yahoo. Nó cung cấp cho người dùng bản tổng hợp các thông tin quan trọng trong ngày, được cập nhật lúc 8 giờ và 18 giờ. Nhờ Yahoo News Digest, Nick D'Aloisio được Apple trao tặng giải thưởng thiết kế. Năm 2015, Nick dự án D'Aloisio quyết định nghỉ việc ở Yahoo. Một năm sau, anh là nhà đồng sáng lập công ty Sphinelit, chuyên chia sẻ kiến thức nơi người dùng có thể trao đổi thông tin qua tin nhắn tức thời, sau đó được Twitter mua lại. Dù gặt hái thành công từ sớm nhưng Nick dự án D'Aloisio vẫn quyết định tập trung vào việc học. Hiện tại, ở tuổi 29, Nick D'Aloisio đang học tiến sĩ tại Đại học Oxford, Anh.